Video mình lại làm ngang đấy. Đây là con gì đây? Chuối đó. Con chuối hoa. Lâu lắm rồi mới được. Lâu lắm rồi mới gặp con chuối to nhỉ. To thế. Cái này 7-8 lạng. 8 lạng còn ý. Không ạ. Vậy là sô sốc được con. Được con chuối hoa. Con này con gái anh nhỉ. Con gái ngon không? Hôm nay đỏ rồi. Hôm nay đỏ quá, đỏ rồi. Hay là hôm nọ mất đây. Hay là hôm nọ mất đây. Đây là vườn nhà mình đây này, à, vườn trồng rau trồng quả đấy. Ở đây đánh cá. Nhấc lên chưa? Nhấc lên chưa? Con gì vậy? Quá ôi. Đấy. Sổ vào hay là sổ. Ngày đi Tuyên gặp cá ngon. Thế. Ba con này làm 2 cân rồi. Ba con này làm 2 cân rồi. Ừ, mất đoạn kia ở đoạn giữa giữa này. Quá dày. Như rừng. Không uống nước. Sâu thì chính đợt này nó múc sâu thế. Cái đoạn to à. Chú ở trong lưới kìa.
Ừ, to. Nhiều cái to. Con gì đây? Thế lại bắt được con cá gì to hay sao đây? Lại càng như hối mò đây. To thế nhỉ? Sộp. Sộp à? Nào phát từ kia. Úp mà. Đấy chà. Tám lạng, ngon nhỉ? Hôm nay đi, hôm nay đi tìm cá to này. Đấy. Này, vẫn còn mấy con nữa nhỉ? Tổ ở đây nhỉ? Đây, đây. Hả? Vẫn nằm ở chỗ đấy rồi. Thủ Tâm đây rồi. Thủ Tâm rồi à? Thủ Tâm rồi. Đây à? Cây sen đây à? Thủ Tâm đi chỗ này. Bị ngay rồi. Ui giời. Ui giời, sợ không hôm nay? Nhạ vớ bả hôm nay tuyên cá to thôi. Sợ không? Cắn nhau. Cắn nhau lát đuôi. Nhỉ? Cứng đơ. Ừ. Con này được 7-8 lạng không ạ? Tiền cá to à? Sợ. Sợ không? Đánh lại này chắc phải được 2 con nữa. Tiền cá khổng lồ, cá to thôi. Này mà đéo có xe này. Hôm nọ có một vợt không rúi được.